quá rồi chứ. Bài ra muộn máu thấp, cha nó không hợp. Bốn hoàng giả bốn đế chế nó mạnh mẽ vãi cái lồng nữa luôn đấy chứ. Mấy hiệp sĩ bình thường đánh đâu có lại. Tôi gặp mấy hiệp sĩ đế chế tôi đập được đấy. Hồi nãy là bạn chưa đủ bốn đế chế thì nó yếu. Bạn thử đủ với bốn đế chế coi xem nó có mạnh không. Cái lè nè chọi sấp mặt liền luôn chứ đâu có mạnh đâu. Hai sợ nước mắt thì kiếm kata nó có gì đâu. Kiện không? Kiện mình nhỉ? Để theo. Ở dưới này có cái gì DAP à? Dưới này có cái gì Molusi hay giọt nước mắt. Chỉ tính mình là đứt mẹ như con Venga. Nhìn thấy hai giọt nước mắt mẹ cho Venga là nào tí đổi kata đó. Trời ơi, mắt nó ulti ngu thế. Trời ơi đồ mà không có đồ là mà ra cái khổ làm gì. Bán giày của Lucy. Đã không có đồ rồi ông ơi là ông ơi. Em đã đéo có đồ rồi. Anh làm cái gì vậy anh ơi. Thôi từ từ. Ba đồng. Should fear me. Đây Venga thì Venga yếu lắm. Bạn nuôi được con Venga lên 3 thì bạn chết mẹ nó rồi. Còn sống được tức đâu. Mà mình thắc mắc là sao các bạn cứ mình thì mình với sẻ rất là bình thường chứ gặp nhau vui vẻ. Mình thì mình rất là thích sẻ nó view cao là mình càng vui, nhưng mà mình rất là thắc mắc sao các bạn cứ thích chui vô stream người khác, cứ khoe view của người khác nhỉ. Cái đấy người ta gọi là bất lịch sự đúng không? Thì view nhiều mình mừng cho nó là có gì đó. Bạn như đây bạn xem game hay bạn lại xem cái gì? Đấy, xẻ nó lên view cao mình mừng cho nó gì đó. Flesh freezes so easily. Thế đấy, đúng không? Không phải, xẻ thì là mình rất là thích xẻ. Nó view cao thì mình mừng. Nhưng mà mình đang thắc mắc là sao có mấy ông cứ vô chat stream kênh mình này được, chui vô kênh người khác cứ chat ở cái này cái kia lên. Thấy kỳ không? Các bạn không thấy kỳ với mình thấy kỳ vậy đấy. Để khoe cái gì ở đây? Hay là cố tình làm tôi kiểu nhột nhột hay là cái gì ý đồ gì? Ừ. Đâu còn lôi anh em qua góc view rồi. Mình rất là bình thường. Tại sao ông sao ổng lại chơi hai con thịt giả nhỉ? Flash
freezes so easily. Nhép trước đi. Tôi cần biết cái gì? Cứ cái bị ép trước, không có gì tính. Hai cái nước mắt mà vay cái gì? Các bạn yêu cầu mình bắn bất cứ cái đồ, cái đội hình gì hay là chơi cái gì? Game này là đồ quyết định đội hình, chứ đéo phải là đội hình quyết định đồ. Bây giờ nó cho bạn con Raven 3 luôn đấy. Mẹ nó ra 4-5 cây gậy, 4-5 cái nước mắt. Raven đéo có một nón đồ gì công giống như cái ván vừa rồi ấy. Cái ván mà mình top 2 có chó sủa hoảng ấy. Mẹ, nó ra cho một tấn gọi là gậy gộc các kiểu đà điểu toàn gậy. À bạn gì? Ba cái dây chuyền trục tội, một cái giáp gai đó, chui vô cầm Raven bốc cướp luôn. Chơi gì nổi. Đồ thì đang hai cái nước mắt kêu chê vay ba đi. Bé Katarina ra để em vô cho nó trong chống tre. Lại mua lại. Khổ quá, nhìn đồ chán quá. Ván này giàu sớm, 50 đồng rồi này. Oh, ngon. Mình tính kiếm mấy con này level 2 nè. Always bring bro. Đấy. They will regret upholding me. Bán miệng vay. Kiếm mấy con hiệp sĩ là bà hai hết đi. Trời ơi, có món rưỡi thế anh ơi. Nhà nhìn đồ chán mấy cái lên nữa. Cho lên 2 luôn đi. Rồi ok. Yeah, này ra. Rồi cũng tầm tạm rồi. Nhìn đội hình cũng cứng cáp rồi. Hey!
bây giờ đồ ít ra, ông nhìn nó có ít ra không? Nó có 2 món rưỡi mà nó còn kẹp theo con Nico kìa, ít cái gì. Những cái thằng vừa rồi mình đánh với nó kìa, nó 2 món rưỡi đồ, nó còn kẹp theo con Nico ấy. Nè, đồ này 2 món rưỡi kẹp 2 con Nico ấy này. Mình có 2 món thôi. Này, thằng này 3 món luôn rồi này. Thằng này cũng 3 món này, ít cái gì, chỉ có 3 ít thôi. Khác. Má một tên ra bốn con mẹ. Vãi nồi. Ê hay là mình chơi 2 hộ vệ rồng. 4 hiệp sĩ 2 hộ vệ rồng. Rồng cầm 2 nước mắt thì không khoai cho lắm. Găng trước, mình lấy cái găng, xong mình kiếm cây gậy, là có đồ cho rồng. 2 găng 1 gậy nữa là rồng cũng ra gì phết. Thật ra ghê thật đấy chứ. Gắn kèo ấy đó. Đầu game Lissandra is the best. À, Lissandra 2 đầu game này đúng là is the best. Kinh vãi. Gấu tặng để 4 băng làm gì. Mà đi vất Kata 2 có đam không được à. Vẫn chưa có thằng nào có Raven đâu. Bán này mình có hít kiếm rồi. Cái ta hai mắt rồi. Cái cung với lại gạn gậy nữa là được rồi. Là quẩy được rồi.
Cái đẹp nó làm một chuỗi combo đi luôn à. You hit like baby ram. No horns yet. Không có chân nguyên tố được đâu. Bắt để đó thôi. Bạn nhìn đi. Này, sát thủ này. Bạn nhìn chuẩn bị sơ sơ vài vòng đi. Đó. Tôi thấy cái hệ rồng nó bắt đầu, nó âm mưu cái hệ rồng kinh lắm rồi. Bọn nó chơi Jin hết rồi, ít thằng chơi Raven lắm. Đồ này chơi Raven được, có hít kiếm rồi, kiếm một vài cái cung nữa là được rồi. Có hai kata rồi, có Darius rồi, bốn hiệp sĩ rồi. Hai hậu vệ nữa này. Còn Lissandra lựa chọn đồ game để đép thôi. Tí nó yếu bây giờ. Đấy, đắp thịt thần luôn. Găng luôn. Mẹ găng nhiều máy lồi luôn. Đấy, cung được kìa đấy giờ. Anh em thấy cung chưa? Anh em thấy cung nhiều chưa? Đấy, cho ta hai này. Bán Lissandra được rồi, cho ta. Một cái gậy cho con... Đấy được rồi, giờ hít kiếm này. Cung này. Dắp gai cho ra ông đi. Always bring throw without mercy. Oh, it's going to get tough. You glory throw. Nghe có vẻ thú vị. Without mercy. Rally to me. Thank you.
đao vô cực rồi nè. Thôi sự không lấy kháng phép cho ra ông ta, ngu vậy. Mình thấy cái gậy thèm quá, mình lấy kháng phép cho ra ông là được rồi. Hy vọng nó sẽ ra kháng phép. Quên mất nhỉ. Xong rau này mới tính nè. Xong rau này á, nó ra cái đồ gì mình ghép cái găng này văng ra đưa cho anh sự quên găng được. Will never fade. None can hide, though many try. Thank you.
cleared from the board. Mình đến ốc chết không ta? Để đến cái con này ốc chết không? Chết 6 hiệp sĩ. Để xem có nên 6 hiệp sĩ không hay là 6 hiệp sĩ hay hậu vệ, 4 hiệp sĩ hay hậu vệ. Mình nghĩ là nên 6 hiệp sĩ đó. Ok. Tiền chưa chắc ra đâu. Tham chi. Kiếm khách. Khách kêu. Đó, lấy cái này. Sáu hiệp sĩ với cái này. Rồi, giờ mình đủ sáu hiệp sĩ rồi đó. Lấy kiếm khách, đâu được ba kiếm khách đâu. Raven cũng chẳng cần ba kiếm khách lắm. Toàn đối thủ với sự quên. Rồi, cái ta làm hết. Bây giờ kiếm lại hai hộ vệ xong. Bây giờ mình kiếm lại hai hộ vệ này. Let's do this. Phút rồng Senju à? Má, phút rồng sửa quên thì ngon quá nhờ. Hakata phút rồng ta. Thôi Senju đi. Yeah, nên Senju phút rồng. Con xin du này mà nó sống là mấy kia mệt thôi chứ gì đâu. Oh, ok. Đi tập quá trời. Mình đang có một âm mưu là mình để cho. Ui ôi vãi rồi, Swain ra đúng đồ.
Tính cho con sẽ quên. Thôi, xin dùng đi. Đấy là đồ sẽ quên. Mẹ nó mang cái con sinh du kìa. Rồi đi luôn rồi. Rồi chưa may quá. Mẹ ma sinh du luôn kìa. Ma xàm thật. Ma sinh du đi luôn mấy ghê. Sợ chó thật. Một cú ma rất sợ chó từ vị trí các bạn ấy. Một cú ma xạo đéo tin được. Ừ được, đồ sẽ quên bán này được đấy. Giờ mình gặp thằng rồng này, giờ sao chơi với thằng rồng đây? Xem làm sao mà chơi được với thằng rồng đây. Giờ gặp thằng rồng. Giờ tôi gặp thằng rồng hoặc là tôi gặp bóng. Thằng rồng nó nhổ một nhổ giờ chưa chết được con Raven của mình đâu. Giờ nó canh lốc nè, nó đang canh lốc nè. Con rồng nhổ con kêu, đừng nhổ chính với Raven. Rồi rồng nhổ kêu, tâm rồng nhổ kêu, ngã nhổ Raven. Điện nó đi đi. Ok. Hai gan cho con nào nữa. Mình nghĩ mình sẽ nên lấy nỏ sét hay hơn nhỉ. Mình đang có dư cái đồ gì. Lấy cái kìa cho Kata lên mana nhanh các bạn. Mình lấy cái nón thì nó không hơn nhiều. Cái nón nó sẽ không hơn nhiều. Nhưng cái này nó sẽ hơn. Cái nón nó sẽ hơn được một tí đam. Nhưng cái này sẽ lên mana cực kỳ nhanh hơn. Nhanh hơn. Tôi cần nó lên mana nha, nó xoáy. Có lên nổi đây bằng 3 nếu đâu mà. Lo một chút thôi. Con sẽ win 2, đây kêu 2 này. Pan đó này. Canh xếp đi, lock. Cho nó kéo kêu đi. Ủa má nó khóa 2 nổi xếp rồi. Sao bạn thằng này nó sợ con Senju của tôi lắm. Senju của tôi nè, sợ vãi. Rồi kêu 2 rồi, sợ vãi đái rồi chứ. Kêu 2 rồi nha. Lốc cái gì? Lốc sửa quên đúng không? Lốc sửa quên cho bạn, lốc sửa quên đi. Cho nó lốc sửa quên đi. Kêu mình để đây hướng 5 rồng đó mà. Thank you.
hai cái bóng. Đó, nó sẽ thổi. Xéo anh kêu không? Đấy, nó thổi con kêu đấy chưa? Nó thổi con kêu là nó chết. Rồi, thằng này chết. Rồi, còn tôi solo với thằng kia. Tuyệt vời. Đấy, khóa, khóa. Rồi, bùa đỏ, kêu. Pan. Pan. Pan nữa là xong. Đấy. Thằng này có khóa đồ đúng không? Tí bếp khóa đồ đó. Ê, quỷ thư à, lợi thế. Quỷ thư trai. Cho ghép phút mẹ đồ. Quỷ thư như grenade. Oh, ok má, cuối đời gặp Lan. Rồi, xếp ra giữa, đừng sợ gì hết, xếp ra giữa rồi. Giờ chỉ cần xếp ra giữa đội hình. Gai bá lắm.